Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ ngày 29 tháng 8 trở đi, Tây Nguyên có xu hướng tăng mưa. Còn Trung Bộ có mưa lớn trong khoảng 29 đến 31 tháng 8. Còn ngay trong ngày mai, phần lớn các thành phố Trung Bộ vẫn tiếp tục nắng mạnh, nhiệt cao. Nhiệt độ từ Hà Tĩnh xuống đến Phan Thiết trong khoảng 35 đến 38 độ. Hội An cũng tiếp tục nắng nóng trong ngày mai, ngày đầu tuần. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 36 độ. Thứ năm sẽ là ngày mà có thời tiết đối lập khi dự báo mưa xuất hiện bất chợt trong ngày, có lúc mưa to dồn dập. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ chỉ khoảng ở mức là 29 độ, trời mát. Những ngày khác trời chủ đạo là nắng, thế nhưng lại không quá nóng, nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ. Đây là lúc thích hợp để quý vị khám phá những ngóc ngách nhỏ nhất của phố cổ bằng xe đạp hoặc chúng ta có thể đi bộ. Để có những bức ảnh đẹp, quý vị đừng bỏ qua các quán cà phê với phong cách hoài niệm hay những bức tường rêu phong ở ngay trong phố cổ. Tây Nguyên trời sẽ có nắng đến khoảng 3 giờ chiều mai. Nhờ có lợi thế địa hình cao, nhiệt độ các thành phố ở đây sẽ không vượt quá mức 30 độ. Về chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện. Quý vị cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh. Thành phố Đà Lạt dự báo trong 7 ngày tới, mưa sẽ xuất hiện đều đặn về chiều tối. Còn từ sáng đến chiều trời có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Tranh thủ thời tiết này, quý vị hãy lên kế hoạch khám phá thành phố ngàn hoa. Quý vị đừng bỏ qua dịp check-in với cầu kính Ngàn Thông, nối đồi mộng mơ và thung lũng tình yêu, điểm đến sở hữu những cảnh sắc thiên nhiên hữu tình nhất Đà Lạt. Khi trải nghiệm cầu kính 7D ở đây, du khách sẽ cảm nhận được sự lãng mạn khi dưới chân mình là những Ngàn Thông reo, mặt hồ Đa Thiện, Bảng Lãng Sương và những ngọn đồi núi răng phủ kín mây. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo tăng mưa từ ngày thứ Năm đến ngày Chủ nhật. Mưa có thể đến sớm, có lúc mưa lượng khá. Còn trước đó mưa ít, xuất hiện chủ yếu về chiều tối và đêm, nhưng lượng nhỏ và rất nhanh. Còn sang đến chiều, chỉ trời nắng mạnh, khá nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Cùng với đó, chỉ số tia cực tím ở mức 9 là mức gây hại cao cho da và mắt. Vì thế quý vị đừng quên các biện pháp chống nắng trước khi ra ngoài. Thủ đô Hà Nội sẽ có ngày mai, thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất ở mức là 31 độ, do có mưa xuất hiện về chiều tối và đêm. 3 ngày sau đó thì nắng sẽ mạnh hơn, nhiệt độ tăng lên mức là 33 độ. Sau đó, 3 ngày nữa, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức 34 độ. Trạng thái mát mẻ sẽ chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.